Phương Thành Review, một trò chơi hiện đang làm mưa làm gió hiện nay, được rất nhiều streamer ở Việt Nam nổi tiếng như anh Đỗ Bixi, Nhiếm, Rambo, Dùng 404 lại rất nhiều thời gian qua. Đúng vậy, đó chính là Party Animal. Vậy cấu hình như thế nào để chơi mượt tựa game này? Cùng mình tìm hiểu trong video này nha. Hôm nay chúng mình sẽ lên cho các bạn cấu hình bộ máy chỉ với giá 10 củ, giúp các bạn không chỉ chơi mượt tựa game này mà còn các tựa game AAA khác nữa. Với con chip i3-12100F có xung nhịp tối đa lên đến 4.3GHz, xét về hiệu năng khi chơi game không hề kém cạnh i5-10400F, thậm chí còn nhỉnh hơn khá nhiều. Đi cùng kẹt đồ họa GTX 1050Ti, từng là con kẹt uất chân bán chạy nhất trên thị trường. Tuy nhiên đừng xem thường sức mạnh của em nó. GTX 1050Ti vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu chơi game cũng như làm việc để giúp anh em tối ưu hóa chi phí nhất có thể. Tất nhiên là không thể thiếu cặp RAM với dung lượng quốc dân 16GB để anh em vừa đa nhiệm vừa chơi game. Tất cả được liên kết với mainboard H610M của nhà Colorful, được tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth cực kỳ là tiện lợi. Cuối cùng, khi chơi những tựa game có tính chất đối kháng cực cao này thì màn hình với tần số quét 100Hz là điều không thể thiếu. Với phong cách chơi đội nhóm đang hết sức là thành công trong thời gian qua, Party Animal sẽ là một tựa game đáng chơi khi có tận 2 chế độ game thú vị là Last Stand và Smash Squad, cùng với những nhân vật thú nhồi bông hết sức là đáng yêu và hài hước. Hứa hẹn đưa bạn trải qua những màn chơi đầy bi và hài, đặc biệt hơn nhờ con chip i3-12100F và kẹt đồ họa 1050Ti sẽ giúp anh em chơi tựa game này cực kỳ là mượt mà, hình ảnh sống động trong từng cái pha ném đối thủ, ném mất cả tình anh em của tổ đội bất hảo. Quá là tiện lợi, vừa chơi game sẵn tiện lọc luôn lead fan, đùa thôi. Tóm lại, đây là một tựa game rất thú vị, mang tính giải trí cao, cùng tạo hình rất đáng trải nghiệm. Hãy nhanh tay tạo ngay bộ máy ngon để chiến con game hết sức là đáng yêu này nhé. Vậy là mình đã test xong cho các bạn tựa game hot nhất hiện nay trên bộ PC chỉ với 10 triệu đồng. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ sót bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.